Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh trình diễn 3 công nghệ y tế hiện đại bậc nhất tại triển lãm VIAE 2023. Tại triển lãm Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023, VIAE 2023 vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã gây ấn tượng mạnh mẽ với hàng nghìn khách tham quan khi trình diễn 3 công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới trong lĩnh vực y tế, gồm robot phẫu thuật sọ não, thiết bị nuôi phôi thai và thiết bị dẫn đường thực tế ảo trong phẫu thuật thay khớp. Ba thiết bị này đều được hỗ trợ bởi ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và tạo ra hiệu quả điều trị vượt bậc duy nhất có tại hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Ngay trong ngày khai mạc triển lãm, gian hàng của hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã vinh dự được đón tiếp Thủ tướng Phạm Minh Chính ghé thăm. Thủ tướng ghi nhận những nỗ lực của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh trong việc đầu tư, phát triển và ứng dụng các công nghệ hiện đại này trong khám chữa bệnh. Những trang thiết bị, máy móc mà hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đang sở hữu và giới thiệu tại triển lãm đều thuộc dạng hiếm trên thế giới, như robot mổ não ứng dụng AI mới chỉ có mặt ở 10 quốc gia trên thế giới. Nhờ khả năng tích hợp và hòa hình nhiều thiết bị chẩn đoán hình ảnh như MRI, CT, siêu âm mạch máu của robot, các bác sĩ nhìn được toàn bộ cấu trúc não để thực hiện cuộc phẫu thuật mà không làm tổn thương những vùng não lành hoặc bó sợi thần kinh, bảo tồn các chức năng quan trọng của người bệnh. Sự ra đời của robot mổ não ứng dụng AI được xem là cuộc cách mạng cho ngành phẫu thuật thần kinh tại Việt Nam và trên thế giới. Ngoài robot mổ não ứng dụng AI, Tâm Anh còn giới thiệu hệ thống máy nuôi cấy phôi ứng dụng trí tuệ nhân tạo, giúp bác sĩ đánh giá chất lượng phôi thai chính xác hơn gấp hàng trăm lần, mà không phải đưa phôi ra bên ngoài môi trường quan sát bằng mắt thường vài lần trong ngày như trước đây. Điều này góp phần giúp tỷ lệ thành công trong thụ tinh ống nghiệm điều trị hiếm muộn của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đạt mức cao kỷ lục hơn 70%, ngay cả trên các trường hợp bệnh khó, vô sinh lâu năm, bệnh nhân cao tuổi, v.v. Bên cạnh đó, thay xương khớp bằng công nghệ in sinh học 3D cũng là công nghệ y học nhận được sự quan tâm của nhiều chuyên gia tại triển lãm. Công nghệ hiện đại đã nâng cao hiệu quả chẩn đoán, điều trị nhiều bệnh lý. Điều này đã được khẳng định bởi kết quả điều trị bệnh lý cho hàng chục ngàn bệnh nhân đến với hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh trong những năm qua. Theo các chuyên gia, việc ứng dụng các công nghệ, kỹ thuật tiên tiến hiện đại không chỉ là xu hướng tất yếu, mà đối với Việt Nam, trong bối cảnh ngành y tế còn nhiều khó khăn như thiếu nhân lực, chưa đồng bộ ở các tuyến điều trị, thì việc ứng dụng công nghệ cao giúp rút ngắn thời gian khám chữa bệnh, tăng độ chính xác và tăng cao hiệu quả điều trị, tiết kiệm chi phí, sẽ giúp cho nhiều người bệnh có cơ hội được khám chữa bệnh sớm hơn và hiệu quả hơn.